Dạ. English hả? Ôi nồi English đâu. Vừa leo để quá thứ rồi quý vị ơi. Đó, người ta đang chuẩn bị tới nữa nè. Các cô các chú ở đây nhậu dừa vô nữa nè. Đang nhậu dừa luôn để làm gói bánh quá quý vị. Dạ, mến chào ông bà cô chú chị các bạn. Hiện tại thì con Duyên Cầm hôm nay là ngày mùng 9 đó quý vị, là mùng 9. Sắp tới đây 3 ngày nữa là lễ 12 tháng 8 là lễ Phật Thầy, lễ rất là lớn nha quý vị. Thì hôm nay là mùng 9 con đến chùa Trại Ruộng để cập nhật tình hình cho quý bà cô chú chị các bạn cùng theo dõi á. Thì hôm nay thì đến trước cửa rồi, thì con cũng xin gửi lời chào đến bà cô chú chị các bạn ha. Và mời ông bà cô chú anh chị các bạn cùng theo dõi video để mình đi vòng vòng tham quan ngôi chùa mới ngày mùng 9. Và bà con thì cũng nấu cháo nè, nấu cơm rồi nè, đãi ăn nhóc hết trơn luôn quý vị. Rồi, mời ông bà cùng cô chú anh chị các bạn mình cùng tới để tham quan, rồi mình coi ta cắm bông rồi nấu cháo rồi vân vân, nấu cơm rồi để đãi bà con mình nó nghe quý vị. Rồi, ai chưa chuẩn bị tinh thần thì ngày 12 đây thì tới là ngày lễ chính nha. Rồi bà con nào xem được clip này thì đi tới dự lễ nha quý vị. Rồi, kính mời ông bà cô chú chị các bạn cùng theo dõi video để mình coi ngày mở màn. Hôm nay là chiều, giờ này cũng 3 giờ quý vị, ngày mùng 9 nha. Rồi, kính mời ông bà cô chú chị các bạn cùng theo dõi video. Đây là trước cửa chính điện nha quý vị. Bà con tới thì giờ này bữa nay là ngày 9, cũng còn lưa thương nha quý vị. Bà con chỗ này thì lúc nào cũng thấy đưa bán gì nè. Vô quay cổng chính cho, quay trong chùa cho bà con ta có gì ta không đi được ta chỉnh lễ nha mấy nè. Dạ, bà con tới cũng nhiều quý vị. Dạ, đây bà con nào mà không có đi đến dự được thì có thể tới đây để tỉnh lễ quý vị. Mấy ngày này lễ bông mùa tới hết từ quý vị. Trong điện của quyền ok. Rồi quý vị cùng tỉnh lễ ha. Rồi, mời quý vị cùng với Duyên Cầm đi ra sau chỗ cơm từ thiện nha. Rồi cháo gì bà con đang chuẩn bị rất nhiều quý vị. Dạ, kính mời. Ở chỗ này người ta cắm bông rất là đẹp. Bây giờ đường này là đường đi vô phía sau chỗ chạy cơm rồi mình quý vị. Đây bà con tới rất là nhiều nha. Chào con nha. Đây, đây là gỏi nè quý vị, rồi cháo đây. Quá khứ rồi. Cháo. Cháo quý vị ơi, cháo ngon quá.
Dạ ok. Dạ thôi có nữa hả? Gì hả? À, bữa nay được tháng rồi con. Vậy đó hả? Dạ. Chồng chồng chị à ha. Ngoài kia. Gái, gái. Dạ. Mới có đứa đầu lòng hả dạ? Không, con đứa đầu lòng trai rồi, đứa sau này là tới đây là gái rồi. Em quá em. Chắc là phát tự dữ hả? Dạ. Không, nó bị sinh non á, còn nhỏ. Chị hả? Dạ. Lát nhiều mấy cái khác. Chị tám mà. Con từ đó có ký gửi. Dạ. Mình đãi cháu gì làm đãi tới bữa mấy 12 luôn hả? 12 luôn. Mình đãi cháu không mình còn món gì nữa không? Không, đãi cháu. Cháu không mà. Dạ. Mình đây thì đãi cháu thôi. Cháu không. Mình qua lúc mấy giờ tới giờ con? Vô đây chắc cũng cỡ 12 giờ mấy ha, tới đây tại hình sáng bắt nấu cơm cho mấy người mà cầu đó. Ăn mới vô chuyến thôi, chuyến vô sớm đó. Dạ. Thôi quá em, chúc mấy con nhiều sức khỏe ha, làm gì tiện nha. Sức khỏe, đi làm tiện. Dạ. Ở đây quý vị, đó, các cô thì nấu bí đỏ nè, cháo bí đỏ đồ rất là ngon nha. Này là bí nè quý vị. Gạo thì rang sẵn rồi nè quý vị. Gạo thì rang sẵn hết rồi nè. Gạo thì rang sẵn hết. Rồi chào con nha. Đây đây rang gạo nước cháo đây. Rang rồi bỏ ra gì rồi để riêng nè. Còn này là cái gì con? Chả giống như là thịt vậy đó, mình lót gan thịt để vô. Dạ. Ngon quá. Đào thịt rồi để thấy đẹp. Rồi đẹp quá. Ngon luôn, để ăn thử miếng đi. Dạ, cho bóc miếng nha. Ngon quá. Thịt đầy luôn để ơi. Mình qua đây là mấy giờ tới giờ con? Mới lúc 2 giờ. 2 giờ. Dạ. 10 giờ đi 12. Mình đãi là tới bữa mấy mới nghỉ? Ngày 12 luôn. Tới ngày 12 luôn ha. Dạ. Mình duy nhất là mình đãi cháu thôi ha. Lâu quá mới lập đệ đó nha. Dạ. Di Đà Phật. Bao nhiêu công sức của đoàn từ thiện của chùa Duyên Tự là gom hết về đây. Gom hết về đây để làm những việc từ thiện nè. Để thấy tổng lại tới ngày 12 luôn ha. Lại luôn tới ngày 12 khánh lễ luôn. Chùa Duyên Tự là mình phải đọc là ở bên Hòa Lạc hả con? Phú Bình. Phú Bình. Phú Bình qua đây. Phú Bình. Đó, đây là đội Phú Bình nha quý vị. Phú Bình là chùa Duyên Tự ở Phú Bình, ở xã Phú Bình. Nguyên đội mình ở bên chùa là qua đây hết luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chùa Duyên Tự của mình là đây nè, đoàn này em mấy em này là chuyên gia bên nấu cháo. Dạ. Còn năm là bên nước. Bên nước kia. Nước cà phê rồi. Mà giờ này bây giờ phụ trợ đây rồi. Dạ. Nó bắt đầu đãi cà phê với cả. Đãi nước là mình mới đi ra ngoài mình đãi ha. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn cô nha. Chúc cô nhiều sức khỏe để đãi cho bà con nha. Chúc chị em vui nha. Rồi, con cảm ơn cô. Dạ, mô Phật. Quá ngon rồi quý vị ơi. Rồi, đây là đang rang gạo. Cháu thì phải sớ mình cái len gì nè mới được nè. Chứ nồi bự quá mà. Dạ, 9 lít hả? Ôi nồi 9 lít gạo. Hết nồi mới sớm giờ mà hết một nồi đó hả chị? Chắc mình đãi cái chừng nào hết là mình nấu hết là nấu thôi chứ không có kể là mấy nồi ha. Dạ. Mình nấu nữa sáng mình đãi. Dạ. Rồi cảm ơn quý chị nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ, đi quay chút. Rồi. Rồi cô chú nha. Dạ, chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, chúc nhiều sức khỏe để làm cho bà con, đãi bà con đi mà người ta ăn cho nó vui vẻ. Rồi. Hiện tại thì bà con cũng đang ngồi ăn rồi quý vị, nhấp hết luôn. Cháo, gạo, cơm, nước đầy đủ.
Đây chào cô ba nghe. Đây cầm coi, nói chuyện một tiếng coi. À, hôm nay đoàn mình đi qua đây là đông không? Đông con. Dạ. À, dạ là nam nữ luôn, chắc cả 30 người. Ồ. Cô hai nè. Nha. Cô hai. Khỏe cô hai. Nè, cô hai nói chuyện cô hai chút đi. Mới vô hả? Dạ, mới vô. À, cô hai cho con hỏi là mình qua đây là mình có đãi chừng nào mà bà con, có nghĩa là người ta ăn nhiều mình đãi nhiều chứ mình không kể là mình đãi nhiều ha. Ừ, đãi sáng buổi chiều buổi chứ không có đãi trưa. Trưa đãi cho người khác đãi. Có nghĩa là hết là mình nấu đãi, hết là mình nấu đãi. Rồi qua đây bữa mới qua chưa tới giờ. Mới qua chưa. Nhưng mà nãy giờ là con nghe hết nồi rồi đó. Mau nữa. Rồi. Chúc cô nhiều sức khỏe để làm nấu cháo cho bà con nha. Rồi. Cảm ơn cô hai. Không có đem gì. Bữa này nè. Đây quý vị, cô ba cũng đang làm đây. Cô ba trên quen mình thì gửi lời chào đến bà con nha. Dạ, tôi bữa nay là ngày mùng 9 tháng tháng 8 à. Dạ, là đi vô ra vô chạy ruộng của Đức Phật Thầy Tây An để đãi cháo. Dạ. Và cũng xin chào quý đồng đạo trong nước và ngoài nước và chúc quý đồng đạo thân khỏe tâm an. Dạ. Phải không? Thì sắp tới lễ là ngày 12 là ngày 9 nha quý vị. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà mình bắt đầu ngày nay mình đãi. Dạ. Ai mà chưa đi thì chuẩn bị đi ha. Tới rồi đó nha. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi xin chào hết quý đồng đạo trong nước và ngoài nước nha. Dạ rồi, cảm ơn cô ba. Đây quý vị, người ta đi rất là đông quý vị. Nhấp hết, bà con đang ăn uống rất là đông vui. Gì cô ba? Đó, người ta đang tới rất là đông đủ. Đây là những phần lá chuối rồi quý vị, để ta chuẩn bị để gói bánh đồ này kia nữa nè. Bà con ở đây rất là đông vui, các cô các chú đang chuẩn bị làm nè. Đây là nào là bắp cải nè, rồi lá chuối rồi này kia nè, nhấp hết luôn. Các cô đang làm tấp nập, hôm nay là chỉ mới ngày 19 thôi nha. Các cô chuẩn bị rất là đông vui. Chào mấy con nha. Dạ. Đây người lựa ớt, lựa rau, gọt, sắc bắp chuối, nhấp hết ra trơn luôn. Chuẩn bị tinh thần để đón lễ ngày 18 tháng 9 nha quý vị. Ngày 10 lễ của Phật Thầy là ngày 12 tháng 8 và ngày 9 nha quý vị. Hôm nay Duy Cầm đến đây là ngày mùng 9 nè, các rau củ quả nhấp luôn. Dưa leo để quá khứ rồi quý vị ơi. Đó, người ta đang chuẩn bị tới nữa nè, các cô các chú ở đây nhậu dừa vô nữa nè. Đang nhậu dừa luôn để làm gói bánh quá quý vị ơi. Đây là người đang nhậu dừa nè. Còn xe tải đó thì đang đưa dừa rau củ quả quá luôn rồi ăn tới. Bà con chuẩn bị cho ngày lễ tính rất là đông vui nè. Đó thì xe tải đang đãi dừa xuống. Chuẩn bị dừa. Đó, còn nước đá thì người ta đem vô gì Dương Cầm 68. Dương Cầm hả? Dạ, Dương Cầm 68. Nhớ ủng hộ em nha. Đó, bà con tới rất là đông. Đây là rau củ quả nè quý vị. Đang chuẩn bị cho lễ tới nè. Hãy
đang nướng nước cốt, đó là máy ép nước cốt. Đang ép nước cốt vừa quý vị. Máy ép nước cốt. Còn tới đông đủ, ai làm gì thì làm, sắt dao tay ấy, người thì rửa chén nữa này quý vị, nhấp hết luôn. Nhờ có những cái quý vị nè, đi làm gì nè, mình mới có được cơm hoặc cháo bánh xèo, ăn uống là không cần phải làm gì nè quý vị. Cũng hoan hỷ hoan hô cho những tấm lòng và những công đức của quý vị này nha. Đây luôn, nhấp luôn. Còn các cô này thì đang đang giọt hành quý vị ơi. Hành thì cay lắm nè, đang giọt nè. Chào mấy cô nha. Yeah. Mình đang giọt hành á cô. Đang giọt hành. Cô cay không cô? Bị cay không? Bị cay chứ, hành này phải cay rồi à. Nhưng mà vui quá mất cay. Vui quá mình hết biết cay ha. Về dỗ nha, mình với vui quá mình hết cay rồi. Dạ. Yeah. Đó quý vị ơi, nó hành đó giọt rất là cay luôn. À, năm nào cô cũng đến đây hả gì cô? Dạ, ở thì xã Bình Minh á, năm nào cũng về hết trơn á. Dạ. Nấu cho tới chùa đây, năm dạ. Nào cũng về, từ mùng 9 về tới 12. Mùng 9 mình về là ở tới 12 luôn. À, thì mình về. Bên đội của mình là đãi gì cô? À, cơm với nước thác nước ở giải khát. Dạ. Cà phê, trà đá, hộp é. À, hôm nay tăng rồi cà phê sữa đá, là sữa đậu nành. Dạ. Dữ quá. Cái công vụ mà con giọt hành này con thấy là nó rất là ấy nhất nha. Tại vì cái cay nhất luôn. Ông nào cũng phải vậy. Dạ con là Dương Cầm 68. Hả? Dương Cầm 68. Dương Cầm 68. Dạ Dương Cầm 68. Dạ giáo cho bác lên nha. Rồi nữa nhớ coi nha. Dạ giới thiệu con này tổ trưởng nha. Dạ. Cho dạ. Con cho cà phê hộp bé. Dạ. Dạ. Cà phê sữa. Dạ. Nói chung ra là nước mát hay này kia chứ à, cơm. Bơm, cà phê sữa đá. Yeah. Rồi hộp máy á. Yeah. Rồi cái gì nào quên rồi. À, chả đá đường. Chả đá đường. Đó, à, đội Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Dạ, năm nào mình cũng tới hay gì cơ? Năm nào cũng cho hết trơn. Dạ, dạ, dạ. 12 nó vậy luôn, chiều vậy luôn. 12 là chiều, chiều. Thôi nhớ nha, cái gì quên rồi. Dương Cầm 68. Dương Cầm 68 hả? Dương Cầm 68 rồi, thôi thôi, cảm ơn nhiều. Cảm ơn em nha. Rồi, thôi chúc chúc mấy em mình giỏi ha, đi khỏe, đi quay ha. Dạ. Rồi, cảm ơn mấy cô rất là nhiều. Chúc mấy cô cũng nhiều sức khỏe luôn để nấu những bữa cơm rất ngon, rất mát cho bà con mình ăn ha. Rồi, chúc mấy cô nhiều sức khỏe. Dạ, dạ rồi. Ôi quý vị ơi, bà con tới đây rất là đông, rất là vui. Yeah.